ngoài cái mình cái cá này mình còn nuôi trồng cái gì nữa hả? Chốt chỗ cái chỉ tay đó đây nè, tôi chỉ tay ông lấy lá bên đó là ra muối bây giờ là luôn hết lấy lá bạc. Rồi đi vô đi. Giờ bây giờ là nó rút đỡ rồi, tối nay tới cùng. Đây nó bị bờ đê. Nó bị bờ đê này nó dâng lên ao nó lên lè lắm. Chạy không kịp á, không có cách nổi đồ nữa. Phải bỏ đi thôi, rồi đây bên phòng trống nó cũng xuống mà không làm gì được. Đồ đạc thì thấy ướt hết á, giờ nhe nhét trong mà nhờ, chứ làm gì được hết á. Trong ngoài cầu sắt vô, nó chảy nó tràn qua thì nó cũng ngập mà ngập ít. Và quá cái hồi khoảng bốn mấy năm giờ cái bên này nó bẻ bờ nó mới tràn qua quá trời luôn. Cá đồ nó trôi hết, giờ kéo lên được có mấy hồ còn nhiêu trôi hết. Dạ. Rồi đồ nhà dọn cũng đâu có kịp đâu. Dạ. Cũng tràn lẹ quá đâu có dọn kịp. 4 năm hồ vậy còn vô đi hết. Dạ. Dạ thì sao rồi đi. Cũng mấy chục triệu có. Tại vì con hồ tới 4-5 ngàn con. Thì cũng dọn đồ chạy dọn tùm lum lết đây rồi lết bên mấy đứa con nữa. Nó đi làm đâu có nhà đâu. Chạy qua phụ dọn lên. Dạ. Thành được nhiều hay thỉnh thoảng nó cũng ngập mà nó ngập ít thôi chứ nó không có ngập nhiều như vậy. Chỉ có bẻ bờ rồi nó mới bị như vậy thôi chứ còn ấy là ngập ở dưới sân rồi chút đỉnh thôi à.